là khô khớp thì cũng cái hơi hầm. Cái biểu hiện, cái tình trạng nó như thế nào? Là đi xuống cầu thang nó kêu vào trong. Mà có bước được đều hai chân không? Hay là đi từng bước một? Đi từng bước. Bây giờ chị đau hả? À? Đứng lên ngồi xuống được không ạ? Có. Bây giờ chị đứng lên ngồi xuống xem sao. Khó nhưng mà cứ cố gắng. Nó khó hả? Bây giờ chị ra chị bước cầu thang nhé. Thứ nhất là phải bị đu người đúng không? Tức là toàn bộ cái lực, toàn bộ cái lực là chị đu người lên cái cầu thang hả? Bị cái chân này chân phải nặng hơn. Chân này bữa trước là nó bị có gai, thái hóa có gai. Thế còn chân phải thì bác sĩ nói sao? Khô khớp. Khô khớp hả? Trường hợp của chị ấy, thứ nhất là bên phải là thoái hóa, khô khớp. Thứ hai là bên trái thì lại bị gai. Thì cái giải pháp của chúng ta là như sau ạ. Cái chuyện khô khớp với cái gai ấy, chúng ta phải làm kiên trì. Nó không ngày một ngày hai được. Việc quan trọng nhất đầu tiên là chị hôm nay về phải chườm gan. Chườm gan thì lát nữa sẽ hướng dẫn cái kỹ thuật chườm gan. Tức là mình dùng cái cặp đá dịu kìm mình làm nóng lên, mình cho cái khăn rồi mình ủ lên cái vùng ngực á, cái vùng gan bên phải ấy. Và chị cứ kiên trì chườm đều mỗi ngày. Khi chị chườm gan nó sẽ làm đả thông bế tắc mao mạch toàn bộ cái cơ thể của mình. Và nó sẽ tác động đến cái đầu gối. Và nó sẽ hỗ trợ cho cái chuyện là giảm thiểu cái lão hóa đi, cái thoái hóa đi nhá. Chứ còn chúng ta không thể nào nói là ngày 1, ngày 2 là chữa ngay được cái chứng khớp gối của chị. Hơn nữa là cái đầu gối trái bị gai thì lúc này chúng ta lại càng phải chườm gan. Vì khi chườm gan ấy, thì máu nó mới tới nuôi được. Cái xương của chúng ta mà muốn mà khỏe mạnh ấy, thì là bản thân là hồng cầu phải tới, mang được oxy dưỡng chất tới. Thì lúc này hệ xương của chúng ta mới khỏe. Trong khi đó thì nó có những cái bế tắc. Và cuối cùng là nó bị dư, nó đóng cặn, đóng vôi. Thành ra nó mới tạo thành gai. Giờ chị sẽ chườm thường xuyên để nó sẽ cải thiện một cách từ từ. Đấy là điều đầu tiên. Thứ hai nữa, bây giờ mọi người sẽ kiểm tra cho tôi hai cái đầu gối của chị. Ai là người kiểm tra đầu gối? Kiểm tra cái gì mọi người nhớ không? Nóng hay không? Chính xác. Nóng hay không, sưng hay không, rồi ai ra đây cứ nhanh chóng kiểm tra đi. Nóng đỏ đâu? Ai ra kiểm tra cái đầu gối? Rồi chị Thảo kiểm tra đi. Cô rồi, mình chưa kiểm tra đầu gối đi. Mình nhanh chóng kiểm tra hai đầu gối. Mình kéo cái ống quần lên chút. Dạ. Có hiện tượng nóng không ạ? Nóng ở nhượng hay là nóng ở đầu gối? Vậy là có tình trạng viêm. Bên đây nóng hơn, bên này nóng nhiều hơn, bên đây sưng mà nóng luôn. Nóng luôn. Vậy là chị này đang bị viêm. Vẫn nóng. Rồi. Sưng. Nè, sưng. Rồi, vậy là có viêm ha. Khi mà có viêm chúng ta làm gì mọi người? Sưng cái gối này sưng. Nè. Tôi rời vô nè, nó bự hơn đôi gối chứ. Mượn máu. Mình làm gì mọi người nhớ không? Khi nóng. À, bây giờ mọi người còn nhớ giải pháp không? Khi nóng thì làm gì? Khi nóng thì chườm lạnh. Chườm lạnh ngay đúng không? Chườm lạnh liền. Có. Nè, đây cái đi rồi chỉ cho cách làm. Tại vì tôi thử rồi. Đi thử đi con. Chị đứng lên ngồi xuống xem sao. Đứng lên ngồi xuống xem. So với lúc trước đi nào. Thấy nhẹ, bây giờ ra bước cầu thang nhé. Rồi ngon lành khỏi đu hả? Đi xuống xem sao. Ngon lành quá luôn. Ngon rồi. Bác hồi nãy là đi một máy dịnh.
À, lúc nãy là đu. Đu phải... Giờ là đi thoải mái rồi. Đi nhẹ hơn à. Thấy thích không? Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.